chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Và trên tay mình đang là chiếc Realme 8 Pro. Và có lẽ là không có ai như ngoài nhà Xiaomi, khi mà 3 đời rồi họ vẫn dùng con chip Snapdragon 720G cho những dòng sản phẩm Realme của họ. Từ Realme 6 Pro này, Realme 7 Pro và đây giờ Realme 8 Pro cũng được trang bị con chip Snapdragon 720G. Trong video ngày hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đi test hiệu năng ở trên chiếc Realme 8 Pro này nhé. Để xem là với việc cả 3 đời trang bị nguyên con chip 720G này thì hiệu năng của nó có khác biệt gì hay không. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem điểm số AnTuTu thì nó rơi vào tầm khoảng 343.000 điểm. Và điểm CPU ở đây thì nó đạt được là 107.000, điểm GPU đạt được là 87.000 với nhân là Adreno 618. Ok, mình sẽ vào test game luôn và tựa game đầu tiên là PUBG Mobile. Trước khi test game thì mình sẽ xem cái phần nhiệt độ của con chip ở chiếc máy này. Thì bạn nhìn thấy mà trước đây nó rơi tầm khoảng 28 độ này. Mặt lưng sau đây thì nó cũng sẽ rơi tầm khoảng 28 độ luôn. Đó. Xem là trong quá trình chơi game thì nó sẽ tụt đi bao nhiêu, tăng lên nhiệt độ là bao nhiêu. Bây giờ thì mình sẽ vào cái tựa game PUBG. Ok, mình đã vào bên trong tựa game PUBG Mobile ấy, thì mình sẽ cho các bạn xem cái phần đồ họa thể hiện được này. Thì nó chỉ bật được ở mức đồ họa cao nhất là HD thôi và tốc độ khung hình là cao, tức nghĩa là chơi được tầm khoảng trên 30fps. Thì mình sẽ bật tính năng khử tăng cơn, bật tính năng đổ bóng, tắt tính năng điều chỉnh đồ họa. Đó, mình sẽ thử chơi ở mức đồ họa cao nhất bây giờ là như này nhá. Mình sẽ vào đấu thử một game. Ok, và mình đã vào bên trong tựa game PUBG Mobile ấy. Thì mình sẽ cho bạn xem cái phần pin nhá. Hiện tại mức pin đang là 49% pin này, 17:36. Mình sẽ test trong vòng 10 phút. Wow, mình đã thấy cái hiện tượng khựng khung mình lag chả mượt một chút nào cả luôn. Các bạn nhìn thấy đấy. Nói chung là chơi tầm khoảng mức độ họa cao này thì nó không có trải nghiệm được mượt mà đâu, nên là các bạn phải hy sinh rồi. Mình sẽ nhảy luôn xuống vực 70 nhá. Còn nếu như muốn chơi đồ họa mượt hơn thì nên giảm xuống đồ họa mượt và tốc độ khung hình đẩy lên mức cực cao. Loa ngoài của cái sản phẩm này nó chỉ có một cái phần loa kép ở phía bên dưới thôi. À xin lỗi các bạn, loa mono chứ, lại nhầm cái loa kép. Nó chỉ có một loa thôi. Đó, nhưng mà nếu mà chơi trên 30fps này thì hơi lag các bạn ạ. Không phải lag mà cái khung hình của nó không đạt đến mức để có thể chơi được mượt ấy. Bót bắn nhau này. Hiện tại thì ping của mình nó đang, mạng của mình nó đang bị cao ping quá, nên là đôi lúc là có hiện tượng lag thật. Thank you.
mình nghĩ là nên giảm cái đồ họa xuống để có thể chơi được mượt hơn, với lại nó cũng dễ nhìn hơn. Đó. Khi giảm xuống thì chơi đúng là mượt hơn hẳn các bạn ạ. Chứ còn mức đồ họa kia thì nó khó chơi quá, vừa khó nhìn lại còn vừa khó mà không được mượt. Nói chung là nó cũng chỉ có thế thôi. Ui mù mắt. Xe AK xa đúng là mù mắt. Đấy là còn là holo đấy. Nhưng mà hiện tại thì máy khá là mát các bạn ạ, mình thấy không thấy nó nóng lên một chút nào cả. Nhiệt độ cũng vẫn như từ lúc đầu vậy. Too deep to feel productions, where you find your emotion. Nói chung là mình test qua cái tựa game PUBG thì mình thấy nó ổn thôi, ở mức là ổn. Trong vòng khoảng 7 phút, 7-8 phút mình chơi tựa game PUBG thì nó cũng tụt pin khá là ít, khoảng 2% pin. Nói chung là viên pin 4500 lên bây giờ của sản phẩm này thì các bạn có thể thoải mái chơi game thôi. Đó, lại còn hỗ trợ sạc nhanh 50W nữa thì các bạn sạc tẹt ga. Về đồ họa thì nó thể hiện lên với mức cao nhất mà cái con chip này thể hiện được chỉ ở mức là HD và tốc độ khung hình cao thì chơi nó hơi bị khựng khung hình một chút. Vậy nên là mình khuyên các bạn nếu như mà chơi ở trên con chip này hoặc là chơi ở trên chiếc Realme 8 Pro thì nên giảm xuống mức đồ họa là mượt. Để đẩy lên tốc độ khung hình lên cực cao ấy, thì chơi ở 40fps nó sẽ là tốt hơn. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game Liên Quân Mobile thử xem sao nhá. Ok, mình đã vào bên trong tựa game Liên Quân ấy, thì đây mình sẽ cho các bạn xem cái phần đồ họa hiện được đây. Nó bật được FPS cao, độ phân giải HD lên mức siêu cao, chất lượng hình ảnh thì chỉ ở mức là cao thôi, không đẩy lên mức HD được, và chất lượng chi tiết ở mức cao. Đó. Gần như là mắt cấu hình. Bây giờ thì mình sẽ vào đấu thử một trận ở trên cái chiếc Realme 8 Pro này nhá. Ok, mình đã vào bên trong game đấu ấy. Thì các bạn thấy là nó có mức FPS đang là 60-61 luôn. Nói chung là cái tựa game Liên Quân này có thể chơi tốt ở trên con chip Snapdragon 720G.
Cái gì vậy? Chữa gì đã dồn sát thương mình vậy? Cảm ơn. Chết rồi. Thôi lùi thôi bạn ơi. Sang support ấy đi, support Kêu. Lên. Giữa mid nó đang quay cái trụ của mình. Chết rồi. Đấy quá. Hai đứa nó dồn sát thương này thì chết. Được rồi. Đẩy được cái trụ trên đấy rồi xuống đây support với mình. Nói chung là chơi tốt đúng không các bạn? Thì nhận xét qua một chút là PUBG thì nó chỉ chơi ở mức bình thường thôi, trung bình thôi. Còn Liên Quân thì nó chơi cực kỳ tốt. Mình sẽ xem phần nhiệt độ sau khoảng gần 20 phút, hơn 10 phút mình chơi game. 15 phút rồi thì nó chỉ rơi tầm khoảng 34-35 độ thôi, rất là mát này, khoảng 33 độ này. Đó, các bạn nhìn thấy đây 32 độ. Nói chung là con chip 720G là một chip mát mà mình từ trước ra mình cũng đã từng test game ở trên con chip này rồi. Đó, mình không có ý kiến gì cả. Với mức pin thì nó tụt từ 49 xuống 45% pin mà mình chơi từ lúc 12:36 được khoảng gần 20 phút chơi game rồi. 15 phút chơi game rồi. Cái gì đây, tự dưng cho liếm mạng mắt của mình. Đó, nói chung là hiệu năng chơi như vậy thì các bạn cũng đã thấy rồi. PUBG chơi ở mức trung bình, còn Liên Quân thì chơi tốt. Đó. Và đó là cái hiệu trải nghiệm của mình. Còn các bạn nghĩ sao về hiệu năng chơi game của cái chiếc Realme 8 Pro với con chip Snapdragon 720G thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.